kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình của Auto Express. Ngày hôm nay thì có lẽ mọi người sẽ thấy nó không phù hợp cho lắm khi mà tôi đi một chiếc xe bụi bặm 7 chỗ SUV Ford Everest và mặc một cái trang phục như thế này. Nhưng mà đây là thông điệp mà tôi muốn chia sẻ với có thể là một ít số người thôi. Những ai thích một chiếc bán tải, một chiếc bán tải cao cấp như là Ford Ranger Wildtrak và thích một chiếc SUV 7 chỗ gầm cao đi phố, đi công trường từ trụ sở ở trung tâm nội đô, thậm chí là ra công trường, ra nhà máy xi măng, ra nơi khai thác khoáng sản. Mọi người có thể sử dụng một chiếc xe đa dụng như thế này. Thì một cái phiên bản cực kỳ giới hạn của Ford vừa giới thiệu là chiếc SUV 7 chỗ Ford Everest phiên bản Wildtrak. Wildtrak là phiên bản cao cấp nhất của Ford Ranger và tiếp tục cái gen ADN đó thì người ta đặt lên một chiếc xe Ford Everest. Và chiếc xe này có giá gần 1 tỷ rưỡi, cụ thể là 1 tỷ 499 triệu. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thử một số chế độ chạy off-road, chạy các chế độ cát, normal, thông thường, trơn trượt trên một chiếc xe hai cầu. Nếu những ai đã từng theo dõi Auto Express thì chúng tôi đã làm về chiếc xe Ford Everest phiên bản Titanium cộng với động cơ giống hệt trên động cơ của chiếc xe này, tức là động cơ biturbo 2.0 hộp số 10 cấp và có sức mạnh là 210 mã lực cùng cái lực kéo rất là lớn, 500 Nm ở vòng tua khá là nhỏ, chỉ khoảng đâu đó 1.750 vòng trên phút cho một động cơ máy dầu 2.0 trên Ford Everest. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ không đi quá nhiều về nội ngoại thất, về đèn LED matrix, về công nghệ trên những chiếc xe Ford Everest thế hệ hoàn toàn mới, mà chúng ta sẽ điểm qua về phiên bản Wildtrak nó khác gì so với phiên bản Titanium cộng và cùng thử một vài chế độ lái trên chiếc xe này có gì đặc biệt không. Mời mọi người cùng đón xem. Như tôi đã chia sẻ thì Wildtrak là một phiên bản cao cấp bậc nhất của Ford Ranger và hôm nay chúng ta có mặt bên cạnh chiếc xe SUV 7 chỗ Everest. Wildtrak, cái logo này nó hiển thị trên ngay khắc được khắc trên nắp capo. Và cái điểm khác biệt của Everest Wildtrak với phiên bản thông thường đó là cái cản trước hình chữ H đây. Đen cùng đồng màu với cái mặt trước của ca lăng. Và ngoài ra thì có thêm hai cái móc tời cứu hộ ở phía ngay gầm cản trước. Ở phía sau thì có một cái. Và bên ngoài thì sẽ xuất hiện một vài logo Wildtrak ở bên phía cánh cửa phía trước, phía sau. Và cái la răng này nó cũng khác hơn một chút, mặc dù vẫn là vành 20 inch như phiên bản Titanium cộng. Tuy nhiên la răng này nó, với cá nhân tôi thì tôi thấy đánh giá nó phay nó không được đẹp như bản Titanium cộng. Cơ bản vậy thôi, vì bên ngoài nó cũng không có nhiều điều khác biệt quá là rõ. Nó chỉ có một vài logo Wildtrak so với phiên bản Titanium cộng. Bây giờ mọi người vào bên trong khoang lái để cùng xem là nó có khác biệt gì so với mặt đất đâu đó khoảng gần 50 triệu so với bản 1 tỷ 452 triệu và chiếc này là 1 tỷ rưỡi. Đây, mời mọi người vào bên trong. Có lẽ là cái không gian của Everest Wildtrak nó không quá nhiều khác biệt về mặt bố trí từ màn hình vô lăng, cụm cần số cơ điện tử. Nó hoàn toàn giống với bản Titanium cộng. Đó là cái một cái màn hình dựng đứng như thế này. Tuy nhiên điểm sai khác là cái đường trần chỉ gọi là màu vàng cyber đây. Nó kéo dài ở táp lô này, nó kéo dài. Trần chỉ ở trên vô lăng đặc trưng của Wildtrak. Đây, ghế nó cũng khác, trần chỉ đây. Và đây, logo Wildtrak rất lớn. Chúng tôi có chuẩn bị một cái thước nhỏ để đo một cái các hốc để xem là cái khoảng nào mà chiếc xe này cho phép đủ an toàn để vượt qua mà không ảnh hưởng đến hệ thống treo. Treo trước là treo độc lập với lò xo trụ, treo sau là liên kết dạng watt. Thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm ngay lập tức, ngay bây giờ. Bây giờ thì chúng ta sẽ thử chạy chế độ một cầu ở cái phương án này thôi. Với một chiếc xe có 6 chế độ lái eco, thông thường, kéo tải, cát, trơn trượt và ướt. Bây giờ chúng tôi sẽ thử đi một cầu trên cái đường mọi người có thể nhìn gần lại một chút. Nó cũng khá là sâu đó. Đâu đó khoảng 40 phân. Một chiếc xe khoảng giá gầm xe là 200mm.
thì chúng ta cũng sẽ cùng thử nhá. Như vậy là với chế độ một cầu, tôi đã leo cái dốc vừa rồi, mọi người thể nhìn nó cũng khá là khó. Ai cũng nghĩ là có thể phải chạy tới hai cầu, nhưng mà chỉ cần với một cầu trên một chiếc xe Ford Everest Wildtrak đã xử ngon lành cái dốc vừa rồi. Và bây giờ chúng tôi lại tìm một cái cung đường khó hơn. Và đây là một con dốc tiếp theo mà chúng tôi sẽ thử chế độ hai cầu. Cũng rất xin lỗi mọi người với trang phục như thế này, mặc vest đi xe off-road, đi xe địa hình. Nhưng đó là ý tưởng của tôi muốn chia sẻ mọi người là với bất kỳ ai, nếu đã thích xe off-road, xe địa hình thì đều có thể, dù bạn làm ở công việc, ở môi trường nào. Và đây là một con dốc, nó sẽ khoa hơn con dốc lúc nãy. Mọi người có thể thấy này, mưa xối rất nhiều và tạo ra cái hố mốc như thế này. Và với Ford Everest thì có cái chế độ view góc đạp bánh xe. Ở tốc độ thấp thì chúng ta sẽ đạp bánh xe lên trên này mà không hộc vào chỗ này. Nếu những chiếc xe khác mà chỉ cần bạn đặt lệch bánh xe một chút thôi là sập vào đây, là nếu không lùi lại hoặc tiến lên thì có rất là khó khăn. Chúng ta sẽ đặt bánh xe vào chỗ này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thử nhá. Nào, góc đặt bánh xe mọi người để ý này. Chúng ta sẽ đặt vào đây. Và lên con dốc, tôi sẽ không nhìn thấy đỉnh dốc đâu. Sang bên phải một chút để tránh cái hốc bên trái. Lên nào, rất nhẹ nhàng. Đó, mọi người có thể thấy cái độ view. Trước mắt chúng ta là một con dốc. Nếu mà để đo độ dốc chính xác thì tôi không có thiết bị đo ngay hiện tại, nhưng mà nhìn cũng khá là khó khăn, khá là khoai. Và liệu chiếc xe hai cầu của chúng ta, tôi sẽ chạy chế độ hai cầu xem có lên được con dốc này không, chỉ với một lần chạy. Nếu không chạy được tôi sẽ tìm đường khác ngay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thử. Như vậy là với một cú chúng tôi đã ăn ngay qua con dốc này. Đó đều thể hiểu góc tới và góc thoát của chiếc xe này tốt như thế nào, một chiếc xe 7 chỗ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đồng hành cùng Auto Express chúng tôi những ngày qua. Và ngày hôm nay chúng tôi phá cách hơn một chút với việc mặc vest đi off-road. Nó cũng sẽ không thuận mắt với nhiều người. Có thể bảo chúng tôi thế này thế kia, nhưng với tất thảy thì chúng tôi muốn mang đến thông điệp là với những ai yêu thích tốc độ, yêu thích sự khám phá, yêu thích những cung đường off-road thì dù bạn làm ở công việc nào, bạn ngành nghề nào thì đều có thể tham gia với sở thích của mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.